Yes. Và sẽ đến với trận đấu bản lề rồi không? Cho Son. Ồ, như vậy là bài đấu cân trong cái trận thi đấu này. Trận đấu bản lề mà hai Cho Son đối đầu với nhau. Vào đây trận thi đấu mà dự báo sẽ là có những trận thi đấu mà đi công sẽ rất hay. Vâng, hai Cho Son đối đầu với nhau thì có những tình huống sẽ là một là ôm dân đập P và ôm dân phang nhau, hoặc là có những tình huống thủ P và một nhà chuyển cho mình những con cung A một váy. Một trận đấu bản lề. Và hiện tại thì đang là tỷ số 1-1 rồi. Vâng, nếu như để cho Việt Lớp có thể chiến thắng trong trận đấu này. Vâng, thì rất mong anh em khán giả, anh em nào mới vào, anh em nào chưa like và share. Vâng, hiện tại thì 1K6 anh em, nhưng mà tôi thấy lượt like và lượt share cũng như là chưa quá mắc binh. Vâng, rất mong anh em thời điểm này có thể tiếp tục like và tiếp tục share cho cầu thủ Việt Lớp để chúng ta có thể thi đấu mạnh mẽ hơn. Vâng, chúng ta cùng tiếp thêm sức mạnh cho cầu thủ Việt Lớp và để có chiến thắng trong bài đấu hai Cho Son đối đầu với nhau và bật luôn trận thi đấu thứ tư. Vâng, để cho đưa về chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Vâng, 1K6 anh em này rất mong thì mình có thể vâng dành tình cảm, vâng thể hiện tình cảm của mình dành cho Vlog nó trọn vẹn hơn nào. Và nó đong đầy hơn bằng những lượt like và tiếp tục xe đẩy lượt xe mạnh cho game thủ Vlog của chúng ta. Vâng, như vậy đây là thế trận mà hiện tại tôi đang nhìn thấy thế bài của game thủ Vlog. Một bài đấu mà anh có vâng có voi nhưng mà dường như là không có gương, và phải nói cái thế bài này nhìn sơ qua là anh em có cảm thấy rất tươi rồi. Vâng, liệu rằng xem chúng ta sẽ chọn phương án nào cho bài đấu của Cho Son chúng ta về lớp với cái thế bài như này. Hiện tại thì đồ ăn cũng là chưa có binh. Đây rồi, thêm bảy hươu, như vậy dường như đây là bảy hươu đầu tiên. Vâng, bảy hươu đầu tiên là bảy hươu 5 con. Vâng, trận thi đấu này mặc dù là thế bài chúng ta nhìn qua là rất tươi nhưng mà về đồ ăn thì chưa phải là quá thơm. Vâng, sẽ nó không thơm thì đúng hơn. Vâng, tiếp phát hiện thêm một bầy hươu. Vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Văn Cương cũng đã dành tặng 100 sao cho Vlog. Vâng, đây là bài đấu mà game thủ Vlog. Vâng, chúng ta là bài đấu không được lên đời quá sớm. Vâng, 26 dân đến từ game thủ No 1 và chỉ số dò là 19%. Vâng, 26 dân đến từ No 1, không biết trận đấu này No 1 đánh với kiểu cung thủ P hay là gì.
Vâng, 26 dân, còn cánh bên này về lớp là người đánh với 25 dân. À không, như vậy đây trận thi đấu mà dường như game thủ No.1 cũng là một người vâng kích đời không được chuẩn thì phải. Và ở đời 2 thì hai game thủ có tình huống lên đời ngang theo thì đây cũng chỉ là 25 dân đến từ game thủ Vlog. Một bài đấu mà mặc dù chúng ta sẽ là người đánh cùng nhà và giữ dân. 25 cộng 1 ăn thêm bãi quả làm cho trận thi đấu này lực chúng ta trở thành về ổn. Vâng, như vậy thêm 2 e nữa là đã kín mà sẽ kín mặt bên này. Vâng, 1 e tại đây và dường như cái khả năng sát bét tại cái khánh rừng cánh thanh thông cũng phải thêm 1 e nữa. Như vậy là thế bài của game thủ Vlog dường như đã kín. Và một trận đấu mà Vlog phán đoán ra nhà, như vậy là tại đây có bãi quả. Vâng, tại đây có một bãi quả nhưng mà khả năng gà game thủ No.1 không phải trường góc 6 giờ. Vâng, liệu rằng có phải 3 giờ không nhỉ? Tôi thấy con xe. Vâng, vừa rồi có tân thi đấu mà con cái giếng của game thủ No.1 có cái giếng đổi màu 1. Như vậy trận thi đấu này nếu như No.1 3 giờ thì dường như No.1 cũng có những tình huống đẩy giò xuống 6 giờ. Đây, chính xác là nhà No.1 trong góc 3 giờ. Như vậy cả hai game thủ có những tình huống giò lỗi trong tuần đầu tiên. Vâng, như vậy sẽ làm thế trận mà công phu đập dân đến từ cái game thủ và hiện tại thời đang làm một góc đến từ bài đấu của Cho Sọt. Vâng, những tuần phải e và tuần này quyết định hy sinh con về ở hy sinh con giò. Vâng, định hy sinh con giò nhưng mà chúng ta vẫn còn giữ được giò tuần này. Và không biết ông No.1 dường như là cái sát mép từ hướng 3 giờ lên chúng ta vẫn chưa được bò bế. Vâng, tình huống ta đang bị mất tay tại nhà và vừa rồi tình huống con chém cũng như một con giò ta vừa phải nắm xuống. Một bài đấu mà lực không biết là No.1 có khỏe để cho mình. Ô, dường như trong nhà có dân không phải như không đúng không nhỉ? Vâng, tới nếu tôi nhìn không nhầm dường như xung quanh nhà game thủ Vlog có tình huống mà nông dân. Vâng, không biết là nhà của game thủ No.1 à không, dường như cái khe này. Vâng, cái khe này vẫn có thể vào. Vâng, như là một tình huống mà tại cái góc cánh rừng dừa chúng ta vẫn có một kẽ hở. Tham lai là 28. Ở đây là thế trận mà sự quyết định đều bởi những con bê cho nên tham lai. Vâng, mặc dù chúng ta là người mất dân, nhưng một thế trận cũng chưa biết đường nào mà lần. Chúng ta chỉ là bài đấu chạy dân tạm nhà, tạm thời té cái hốc của mình. Vâng, hơi đáng tiếc trong trận thi đấu mà chúng ta đang không nhà nhưng mà có một tình cái khe. Vâng, như vậy thì nhìn qua thì con P của game thủ người cầm cho son. Vâng, No.1 cũng đã cơ cấu cho mình cái bánh xe cũng như là cho cái đầu máu đến từ cho cái con phủ của mình rồi. Vâng, tham lai là 23. Hiện tại thế trận này chúng ta đang có tình huống và dâng được 2P nhưng chúng ta không quá nhiều. Vâng, dâng được 2P nhưng mà cũng không quá nhiều lợi hại khi mà được công lên đây. Khi bên kia đang có khá nhiều nông dân. Vâng, đây là trận đấu mà game thủ No.1 là bài đấu chưa bắt gì và không biết thời điểm này No.1 đã sóc. Vâng, liệu rằng sẽ chuyển cho bài đấu sóc dần hay là chuyển bài đấu gì đây? Vâng, những tuần vẩy e để của Việt Lâm chặn chốt những tuần dần này. Vâng, đây là một em dần. Vâng, hiện tại No.1 đang có điểm số khá cao. Yeah.
Vâng, nhưng bây hiện tại thì trong nhà chính của game thủ người game thủ về lớp đang có sự xuất hiện của những hàng nông dân, khi mà những nông dân phù được khả năng cao thì với tính cách của game thủ nông một thì bạn sẽ thiết kế ngay một chiếc nhà quân vào bên trong nhà của game thủ về lớp. Hàm lại là 32 đến từ bài đấu của Cho Son, rất trâu về đến từ game thủ nông một. Và những cái cụ già nhìn nhau thì không thể làm gì hơn, nhưng tuần này ta có dần. Còn nông một là người đang chưa để ý tới cánh bên này, và đội bạn phù được ra thì vẫy lại luôn. Cho Son đối đầu với nhau trong một thế trận mà không đánh A một áo thì chỉ có đánh B của nhà đánh dần thôi. Vâng, cái chớm sóc chém ra tuần thi đấu nào thì đội bạn sẽ vẫy ngay. Vâng, đây là một trận thi đấu mà không có sự diện những đơn vị quân chém. Vâng, không thể có sự quân chém, vâng chém, vâng nếu như sinh chém không khác nào tự sát. Tham Lai 40 đến từ game thủ về lớp. Vâng, có những thời điểm mà Tham Lai về lớp anh tụt xuống khoảng tầm 2x, nhưng mà Tham Lai của anh đã nở lên con số là 40 rồi. Vâng, Tham Lai đánh phủ người ôm dân này một thế trận rất khó lường. Vâng, chờ đầu tuần thi đấu ai là người trộm vàng nhiều hơn, cũng như là ai là người ăn dân và đi công tốt hơn. Ở nhà của mình đang có chấm cháy, dường như là cũng có dần của thủ nô một, dần đang khởi nghĩa với nhau. Trận này không biết là ông nô một có bài đấu mà có những cái vòng ruộng và sóc dân không nhỉ, thì bài đấu nô một là bài đấu ổn định từ đầu đến giờ. Nhưng như vậy là bên lớp đã cướp lại bãi vàng tại cánh bên này, đã cướp được bãi vàng, và bên kia dường như nô một cũng là một người đang chiếm. Bốn ba của Tham Lai nguyên dần tiếp tục là sình thêm những chiếc nhà BB, giống như là bên lớp đang đẩy lại ngược thế trận chuyển sang đi công thì phải. Vâng, thời điểm đầu ta đánh thủ và bây giờ ta chuyển sang một thế công. Vâng, phải nói trận đấu này khi mà bên lớp anh ăn hoàn được một đôi voi rất thơm thì chúng ta có những tình huống sóc dần được. Vâng, để ý dường như hướng nhà mình đang có chấp nháy, không biết là cái cơ sở gì. Và một thế trận mà đánh P này là cần phải rất nhiều tay, cần phải nhanh tay và nhiều tay, nó đòi hỏi kỹ năng là quá siêu. Hôm nay là 44 đến từ game thủ về lớp. Vâng, cái bãi vàng tại nhà mình thì vẫn còn. Thế trận này ta sẽ không phải làm thế trận bán hết vàng với chiến thắng. Hiện tại thì bên đó đang đẩy sang thế công và về dựng nhà game thủ mùa 1. Ở nhà game thủ 1 tôi chỉ thấy mỗi cái màu 4 nhiều. Vâng, màu 4 rất nhiều, hiện tại con phù của mình vẫn có vẫy tầm đôi 5 dân không. Vâng, ôm lại nông dân là phụt luôn. Tuần này phù của game thủ nô 1 tôi không thấy đông. Vâng, có mỗi phù của game thủ màu 4 là đông thôi. Vâng, vẫn là 3 bên sóc đều, và thời điểm này có lẽ mình sẽ cần phải đi một vãi vàng nhiều hơn. Vâng, không biết mấy cái đạo dân ăn hoang đôi voi kia không biết đâu rồi nhỉ. Hello, vâng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Việt Anh đã gửi tặng cho bên lớp 100 sao. Vâng, xin chào, vâng, xin chào anh Nguyễn Quốc. Một ý kiến đến và một ý kiến khá hay đến từ anh Nguyễn Quốc và theo dõi kèo đấu này. Rồi như Tham Lai, Tham Lai nô 1 vẫn là một Tham Lai ưu hơn.